Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi lấy được chìa khóa mở ra công pháp huyết ma công, La Trinh và Tiểu Điệp đã thu được toàn bộ bảo vật trong thí luyện giả. Lúc này thì thời gian cũng sắp hết, Tiểu Điệp đưa cho La Trinh một miếng ngọc giản truyền âm, nàng không quên dặn hắn giữ bí mật, sau đó dẫn hắn đến lối ra rồi biến mất. Cũng trong lúc ấy, thì sau một thời gian dài vượt qua nguy hiểm ở con đường tử lộ, đám người Hoa Thiên Mệnh cũng đã đến rất gần với cửa ra. Chính bởi vì Trác Bất Phàm và Bách Lý Khổng Phong trên đường đi luôn tranh đấu lẫn nhau nên kết quả làm Hoa Thiên Mệnh vượt qua bọn họ, cuối cùng đoạt được vị trí đầu. Hoa Thiên Mệnh vốn cho rằng danh hiệu đệ nhất đã là của mình, không ngờ lại phát hiện ra La Trinh đã có mặt ở ngoài từ lâu. Trong lúc Hoa Thiên Mệnh đang mải suy nghĩ thì Trác Bất Phàm cũng bước ra, sau hắn còn có đám người Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu cùng những đệ tử Vân Địa khác đi theo con đường sinh lộ. Đáng nói là Tiểu Điệp không biết làm cách nào đã trà trộn vào trong đám người này. Thế nhưng sự cố đã bất ngờ xảy ra. Sau khi Trác Bất Phàm phát hiện đệ nhất nhân bước ra đầu tiên không phải Hoa Thiên Mệnh mà là La Trinh thì đã lớn tiếng khiêu khích hắn. Lúc chúng ta tiến vào vực sâu đã bị một con giao long này đuổi theo, rõ ràng nó muốn ăn thịt chúng ta luôn. Về phần vì sao La Trinh lại bị đệ tử Vân Điện kia kéo xuống, lọt vào trong miệng giao long mà không những tránh được một kiếp còn thông qua được thử luyện giả chi lộ trước chúng ta. Ta đây cũng không được rõ lắm, sợ là phí trưởng lão phải hỏi La Trinh một chút. Trưởng lão Phí Hàm và mấy vị tông chủ nghe thấy chuyện La Trinh có liên quan tới giao long thì đồng loạt nhìn về phía hắn. Không đợi Phí Hàm lên tiếng, La Trinh đã chủ động chắp tay nói. Phí trưởng lão, thứ cho La Trinh ta không thể nói ra ẩn tình bên trong, bởi vì ta đã đồng ý với vị đệ tử Vân Điện kia nên không thể nói được. Trác Bất Phàm không chịu thua, lớn tiếng nói, với thực lực của La Trinh, tuyệt không thể nào ra trước ta được, có giỏi thì đấu với ta một trận. Lời vừa dứt, gã liền lao về phía La Trinh, mà lúc này, ngọc truyền âm của hắn bất ngờ cảm ứng, sau đó La Trinh không tự chủ được mà nói thành lời. La Trinh ta tay đánh yêu tộc, chân đạp ma đầu, đánh khắp đông vực không có đối thủ, ngươi dám so chiêu với ta ư? Nghe mấy lời kiêu ngạo này từ miệng mình thốt ra, Trinh hắn cũng muốn tự vả. Thế nhưng bất ngờ là sau khi Trác Bất Phàm lao lên thì hắn dễ dàng xoay đối phương như trong chóng rồi đánh bại gã. Thế nhưng đúng lúc ấy thì trưởng lão nhà họ Trác đã phát hiện ra sự tồn tại của ngọc truyền âm. Bởi vậy, ông đã tuyên bố La Trinh cấu kết với đệ tử ngoại giáo và bị bắt về dưới luật điện điều tra. Những lời này của Trác đại tiên sinh vừa nói ra khỏi miệng thì ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người La Trinh. Trác Bất Phàm mang trên mặt một nét cười lạnh. Lúc trước hỏi ngươi thì ngươi không nói, giờ cha ta tới ép ngươi phải nói đấy. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt Thạch Kinh Thiên và Phí Hàm hơi đen lại, nhưng đều trầm mặc, bọn họ cũng không tiện ra mặt đắc tội với Trác đại tiên sinh. La Trinh chớp mắt một cái, nhìn chăm chăm Trác đại tiên sinh, rồi bỗng nhiên nói. Trác đại tiên sinh, ta có thể ra khỏi thử luyện giả chi lộ là nhờ vào cơ duyên của chính ta. Dựa vào cái gì phải nói ra từ đầu tới cuối, dựa vào cái gì phải nói cho ông. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không có hứng thú nghe, trực tiếp siêu hồn là được. Có thể nói, đây là bí pháp trực tiếp xâm nhập vào trong đầu La Trinh, tìm tòi ký ức. Rất nhiều cường giả có năng lực linh hồn cường đại đều biết phương pháp siêu hồn. Nghe thấy Trác đại tiên sinh nói vậy, Thạch Kinh Thiên rốt cuộc không đứng yên được nữa. Dù gì, La Trinh cũng là người của Thanh Vân Tông, ông vội vã đứng ra nói. Trác đại tiên sinh, La Trinh chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt, ngài hãy cho hắn một cơ hội. Nói rồi liếc mắt về phía hắn. Thạch tông chủ, không cần cầu xin ông ta. La Trinh thản nhiên nói, có Thanh Long bảo vệ linh hồn, hắn cũng không phải ngại chuyện Trác đại tiên sinh du hồn. Hơn nữa, La Trinh còn đang chờ, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Tiểu Điệp có thể ra tay hay không. Đến khi Trác đại tiên sinh còn cách La Trinh khoảng 5 bước, bỗng nhiên một mảnh ký hiệu nho nhỏ chợt xuất hiện bên tai Trác đại tiên sinh, tỏa ra một đốm lửa, sau đó lập tức cháy rụi. Mấy vị tông chủ đều nhận ra được ký hiệu kia, đó là ký hiệu chân nguyên truyền âm, thích hợp truyền giọng nói ở khoảng cách xa. Sau một lúc lâu, Trác đại tiên sinh hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh, cười lạnh một tiếng, coi như ngươi gặp may, Bất Phàm, chúng ta đi. Chuyện này qua đi, không lâu sau khi được nhận vào Tinh Anh Đường, biết được bản đồ của đại lục, La Trinh chợt nhận ra thế lực của Thôi Tà quả lực rất lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tự nhủ phải thật nỗ lực để có thể đánh bại tên gia hỏa kia. Cũng trong lúc này ở một nơi khác, Thôi Tà và đệ tử của hắn ta là Tư Diệu Linh vừa hoàn thành xong tu luyện Thiên Ma Hợp Hoan đại trận. Ả ta cũng không quên nhắc nhở Thôi Tà mau tìm thêm nữ tử có thể chất cực âm để sớm ngày đại thành. Nghe vậy, hình ảnh La Yên lập tức hiện lên trong đầu Thôi Tà. Đến đây thì cũng hết tập 72 Bách Luyện Thành Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!